Hello, chào mọi người đã quay trở lại cùng với kênh YouTube Ngọc Bụt của mình. Và ở trong video thứ hai này thì mình sẽ làm về chủ đề mà mọi người khá là yêu thích ở trên kênh của mình, để lát tẩy vào nhuộm tóc ở nhà. Mình cũng muốn thay đổi kiểu tóc nhưng mà dạo ở đây dịch nên là mình không thể ra hàng để cắt tóc được. Nên là hôm nay thì mình sẽ tẩy tóc ở nhà. Mình cũng muốn nuôi tóc nhưng mà dạo ở đây mình để kiểu tóc này khá lâu rồi nên là mình đang hơi chán. Mình sẽ tẩy hai phần tóc ở hai bên này và mình đang phân vân là không biết có nên tẩy cái mái này luôn không. Nói chung là ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bắt tay vào video này luôn nhá. Ok, đây là cái tóc hiện tại của mình. Cái tóc này thì mình cũng vừa mới gội đầu và sấy khô thôi. Mình chưa có tóc kiểu gì cả nên là nói chung là đây là cái tóc của mình. Sau khi gội đầu xong thì nó sẽ như thế này. Và cái màu tóc hiện tại như mọi người thấy ở trên camera thì nó là một cái màu kiểu nâu đen. Nhìn nó thì cũng ok thôi, nhưng mà cái tóc này mình để khá lâu rồi ấy. Nên bây giờ mình muốn đổi sang một cái màu khác, nó thời trang hơn và nhìn nó đỡ nhàm chán hơn. Và cái chủ đề này ở trên kênh của mình thì mọi người cũng khá thích nữa. Nên là hôm nay mình sẽ thử tẩy tóc. Và cái kiểu tẩy tóc mà mình muốn thử đấy là tẩy cái phần ở phía trước này thôi. Đấy, mình sẽ lấy hai bên hai phần như thế và tẩy tóc. Mình sẽ chèn hình ảnh cho mọi người dễ hình dung nhé. Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau pha thuốc tẩy và đi vào bước đầu tiên. Ok, đầu tiên thì mình sẽ pha cái thuốc nhuộm ở trong cái bát này. Cái bát này nó qua rất nhiều video rồi nên là bây giờ nhìn nó hơi ghê một chút. Đầu tiên chúng mình sẽ có bột tẩy ở đây. Về link mua cũng như là thông tin các sản phẩm mình sử dụng mình sẽ để ở phần mô tả cho mọi người nhé. Hết đổ vào đây, hết một gói này luôn. Một cái gói thế này thì khoảng 100g. Ok, khi mọi người mua bột tẩy thì nhớ là phải mua thêm cái lọ kem trộn nhuộm này nữa. Và cái phần trăm oxy mình sử dụng đấy là 9%. Mình sẽ cho hết cái hộp này vào luôn. Mình sẽ để nó đây, sau đấy là chia tóc và chúng mình chỉ cần đôi lên là ok. Đấy, ở đây thì mình có một cái lược và ở bên này thì mình để cái gương ấy, nên là một lát nữa khi mà mình mua thuốc thì mình sẽ nhìn về phía bên này nhá. Cái kiểu mà mình muốn tẩy và nhuộm thì mình sẽ để đây cho mọi người xem. Và trước khi nhuộm được cái màu đấy thì chúng mình sẽ phải tẩy trước đã. Đấy, mình sẽ chia cái phần tóc mà mình muốn tẩy. Mình nghĩ là mình sẽ tẩy luôn cái phần tóc mái này, nhìn nó sẽ hay ho hơn. Chắc là tẩy tầm này là ok. Bên này thì mình sẽ chia nó y hệt như thế. Đợt này dịch nữa mình cũng muốn là thay đổi khá là nhiều kiểu tóc. Nhưng mà dịch nên là mình không thể ra quán đi cắt tóc được. Và cắt ở nhà những cái kiểu tóc khó ấy, thì chúng mình cũng không thể tự cắt ở nhà được ấy. Nên là mình đã để kiểu tóc này rất lâu rồi. Đấy, mình nghĩ là mình sẽ tẩy cái phần tóc này. Ok, phần tóc phía sau này thì mình sẽ buộc nó vào. Chúng mình sẽ lấy những cái lọ tóc nhỏ như thế này và bôi thuốc vào là ok. Rồi mình sẽ để nó trên tóc khoảng tầm từ 15 cho tới 2 phút. Sau đấy lại kiểm tra lại nếu cái màu ở trên tóc mình nó ok rồi thì mình sẽ đi xả và tẩy lần tiếp theo. Còn nếu chưa thì mình sẽ bôi thêm một cái chút nữa và chờ xong khoảng tầm từ 5 cho tới 10 phút và kiểm tra kết quả là ok. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chờ đợi nhá. Mình vừa nghĩ ra một cách để cái bột tẩy này nó tránh để tiếp xúc với mặt thì mình sẽ sử dụng một cái giấy như kiểu giấy ghi nhớ ấy. Mình sẽ dính lên đây. Đấy, thì nó sẽ hạn chế tiếp xúc giữa cái bột tẩy này lên mặt của chúng mình. Thì nó hơi ngốc một chút nhưng mà mình nghĩ là nó cũng khá là ok đấy. Ok, ok, mình để cái bột tẩy này trên tóc khoảng tầm 10 phút rồi. Và cái màu bây giờ thì nó đã sáng hơn cái lúc ban đầu rất nhiều. Mình sẽ để trong khoảng tầm 5 phút nữa. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ kể một chút cho mọi người biết về cái tiểu sử kênh mà mình sau mình nó mất đi như thế nào. Vào ngày 20...
2 tháng 5 gì đấy thì mình nhận được một cái mail hợp tác của một cái bên, mình sẽ chèn hình này cho mọi người nhé, mình không nhớ tên lắm, một cái bên ở bên nước ngoài gửi cho mình một cái mail bảo là muốn hợp tác với mình. Người ta đang có một cái chiến dịch quảng bá cái sản phẩm để làm cái gaming ý, thì người ta muốn gửi cái gì đấy cho mình. Thì người ta gửi cho mình kèm một cái file kiểu nó rất chuyên nghiệp luôn, kèm chữ ký các thứ nhìn cực kỳ chuyên nghiệp. Mình không nghĩ là kiểu người ta giả mạo thì cứ vừa thôi ý. Nhưng mà đây người ta làm cực kỳ chuyên nghiệp nên là mình đã bị lừa. Ở trong đấy thì có một cái file, người ta bảo là đây là cái file catalog của tao, mày muốn xem một sản phẩm thì mình sẽ phải tải file để về. Và cái máy tính của mình dùng thì là máy tính Windows nên là mình đã tải cái file để về. Và sau khi tải xong ấy thì mình cũng đã có mở ra nhưng mà không có mở được. Thì mình sau khi mở xong ấy thì mình cũng nghĩ là chắc là lừa đảo rồi nên là mình đã xóa cái file đi và gửi một cái mail lại cho người ta bảo là tôi không thể mở được cái file đấy, có cách nào để gửi lại cho tôi một cái file theo kiểu khác không để cho tôi mở được cái file đấy. Thì người ta không có trả lời và cái mail đấy kiểu người ta gửi phản hồi về cho mình đấy là kiểu cái mail mình gửi đi thì nó là một lỗi và bên đấy cái mail mà mình nhận được ý, thì nó không tồn tại. Thì lúc đấy mình biết chắc chắn là mình đã bị lừa rồi thì cũng không suy nghĩ gì cả bởi vì là mình đã xóa file đấy trong máy rồi, mình cứ đinh ninh là như thế thôi. Nhưng mà vào khoảng tầm 2 giờ sáng ngày 27 tháng 5, là khoảng tầm 1 hay là 2 ngày sau gì đấy, thì mình nhận được một cái thông báo ở YouTube đấy là cái tài khoản YouTube của mình nó đã bị đổi tên. Đây mình sẽ chèn hình cho mọi người. Tiếp theo thì người ta livestream tiền ảo lần thứ nhất thì YouTube gửi cảnh báo cho mình là bạn đã vi phạm chính sách của YouTube lần đầu tiên, và chúng tôi sẽ xóa cái video đấy. Và sau khoảng tầm 1-2 phút gì đấy thôi, rất là nhanh, thì người ta tiếp tục gửi một cái mail nữa, đấy là kênh của mình vi phạm chính sách nhiều lần và đã bị xóa hoàn toàn khỏi YouTube. Hôm đấy thì mình vừa đi sang nhà bà chị của mình về thì mình mở cái mail của mình ra, mình rất sốc. Mình kiểu uầy, cái chuyện gì xảy ra ở kênh mình thế? Mình vào cái kênh của mình thì nó hoàn toàn kiểu biến mất luôn ý. Nó không còn cái video nào ở trên YouTube, cũng không thấy cái kênh của mình luôn. Thì mình lúc đấy mình mới kiểu ngỡ ra được là cái kênh của mình nó đã bị mất rồi ý. Mình phải đơ trong khoảng tầm 4-5 phút gì đấy, mình không biết làm như thế nào cả. Sau đấy thì mình mới vào YouTube để mình xem là làm như có những cái bên nào lừa đảo trên YouTube hay là cái cách nào để lấy lại kênh sau khi bị hack. Thì mình có xem được một vài cái video thì mình cũng thấy bên đấy bảo là có thể lấy được kênh về, là mình cũng đã yên tâm hơn một chút ý. Bình thường thì những cái năm trước đấy thì mình thấy mọi người khi mà bị hack YouTube hay là bị vi phạm những cái chính sách ý, thì mình thường là không thể mở lại kênh vì YouTube kiểu người ta làm rất nhiều kênh ý, và người ta không thể quan tâm đến cái kênh kiểu nhỏ nhỏ như của mình được, không có thời gian để mở đi mở lại những cái kênh của mình nên là mình rất lo lắng. Sau đấy thì mình có xem những cái video đấy thì mình kiểu yên tâm một chút ý. Hôm đấy là khoảng tầm 2-3 giờ sáng rồi nên là mình không nhắn tin được cho bên nào cả. Cũng có một cái bên kiểu support cho mình ý, nhưng mà lúc đấy là khoảng 2-3 giờ sáng rồi nên là mình chứ là nhắn thì người ta cũng đã ngủ rồi nên là không ai có thể giúp mình được. Và cái đêm đấy mình không hề ngủ luôn đấy mọi người. Mình đợi đến 6 hay là 7 giờ sáng gì đấy thì kiểu mình buồn ngủ quá ấy, mình thiếp đi một chút. Sau đấy là mình nhắn tin trước đấy cho cái anh mà support mình rồi. Và sau khoảng tầm 8 hay là 9 giờ sáng ấy thì anh mới dép mình, bảo là ok bây giờ thì anh sẽ giúp em sẽ điền vào những cái thông tin như này. Sau đấy thì mình cũng điền đầy đủ những cái thông tin mà anh ấy gửi. Điền xong thì chỉ biết đợi thôi. Và cái thời gian mình đợi cho tới bây giờ thì cũng hơn 2 tuần rồi. Nên là cái khoảng thời gian đấy thì mình cũng tự bản thân là ok, cái thời gian này mình sẽ ở nhà, mình sẽ dựng ra, đợi khi mà kênh mình về thì mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn để bù lại. Nhưng mà 2 tuần rồi rất là lâu. Và kiểu như kiểu là cái thời gian bình thường của mình 2 tuần thì nó trôi qua rất nhanh, nhưng mà cái thời gian mình chờ đợi cái kênh của mình về nó lâu kinh khủng khiếp ấy. Mình thấy là cái màu tóc này của mình nó cũng lên khá là ok rồi, nên là bây giờ mình sẽ đi xả tóc và bôi lại cái lần thuốc tẩy tiếp theo.
sau khi tẩy xong cái lần đầu tiên ý, thì mình thấy là cái phần tóc mà mình tẩy nó đang hơi nhỏ, là vì nó không được cân đối cho lắm. Thế là bây giờ mình đã lấy thêm một chút tóc nữa, và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bôi cái lần tẩy thứ hai nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đeo bao tay vào và dặm cái mông thêm một lần nữa. Sau đấy là mình sẽ đi sả lại và chúng mình sẽ tẩy tiếp cái lần thứ ba. Mình sẽ tẩy luôn 3 lần để cho nó lên cái mông trắng trắng ấy. Chút là nó cũng không ra cái màu trắng hẳn. Mình thích cái màu trắng hẳn hơn, kiểu nhuộm cái tông khói thì nhìn nó lên rất tây. Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mình sẽ nhuộm cái tông hồng, hồng hơi tím tím một chút, nó kết hợp cái tông vàng này thì nó sẽ ra cái hồng cam khá là xinh. Ok, mình đã có, đây là cái tiếp thúc nhuộm màu hồng của mình. Mình đã dùng nó gần hết rồi. Cái màu này là màu 11-52. Mình sẽ chỉ cần dùng một chút cái thuốc nhuộm màu hồng tím này thôi. Sau đấy là mình sẽ pha cái lượng oxy nó nhiều một chút thì nó sẽ ra được cái màu hồng mình ưng ý. Nên ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau nhuộm nhé. Trời, bây giờ thì cũng khá là tối rồi, còn gần 6 giờ tối rồi. Nên là nhìn chắc là nó sẽ hơi bị tối, nên là mọi người có thể là thông cảm cho mình một chút. Đây, đấy, nếu mà mọi người nhuộm cả đầu thì cũng căn chỉnh sao cho nó vừa với cái số lượng tóc mọi người muốn nhuộm là ok. Đây, mình đã cho cái thuốc nhuộm và cái oxy vào đây rồi. Sau khi cho cái phần oxy và thuốc nhuộm vào đây rồi thì chúng mình chỉ việc trộn đều là ok. Một cái tip của mình khi mà mix màu thuốc nhuộm tóc ấy thì mình sẽ trộn đều. Sau đấy là mình sẽ đợi một chút cho cái màu thuốc nhuộm và oxy nó ra cái màu mình thích thì mình bôi lên đầu, thì nó sẽ an toàn hơn. Thay vì là nếu mình bôi ngay ấy, thì nó sẽ bị lên đập quái, thì mình nghĩ là nó sẽ không được đẹp. Này, nó đã lên hơi hồng một chút rồi. Cái màu này thì đang hơi nhạt nên mình sẽ cho thêm một chút thuốc nhuộm vào trong này. Chỉ cho một chút thôi. Một cái tip này mình đã nhuộm rất là nhiều tóc rồi ý. Mình đợt trước mình nhuộm nguyên cả đầu, mình chỉ cần dùng khoảng 1/3. Tiếp mình hôm nay mình sẽ cho thêm một phần như thế này nữa. Mình nghĩ là như thế đã đủ rồi ý. Đây, mình sẽ tiếp tục trộn đều. Xin tóc như thế này khoảng tầm 5 phút. Bây giờ mình đang rất là đói bụng nên là mình sẽ đi ăn, sau đấy là đi gội đầu và quay trở lại với mọi người. Nếu mà trời tối quá thì ngày mai mình sẽ cho mọi người xem cái tay quà của mình sau. Ok, cái tóc của mình thì nó đã xong rồi, nhưng mà sau khi xả tóc xong thì mình đói quá nên là phải đi đá ngay bát mì tôm. Là bây giờ son đã sôi đi hết rồi. Cái tóc của mình thì nó cũng khá là ổn, ngày mai thì mình sẽ cho mọi người xem cái kết quả sau. Vì là bây giờ thì make up nó cũng chua hết rồi và trời cũng khá là tối rồi ấy. Là ngày mai mình sẽ cho mọi người xem sau. Cái thuốc nhuộm của mình nó đã bị dây ra áo, nên là khi nhuộm tóc ấy thì mọi người lưu ý là mặc những cái áo mà nó màu đen. Cái màu mà nó tối màu ấy thì nó sẽ ok hơn. Nên là ok, mình sẽ dừng video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai, mình sẽ cho mọi người xem cái kết quả sau nhé. Cô, bye bye cô chú. Cô của mình bây giờ đang thay lông nên là nhìn nó hơi ngốc một chút. Hôm sau khi mà em nó mọc lông đầy đủ thì nhìn nó sẽ xinh hơn.